Mời anh em, hôm nay là ngày khai trương bóc tem cái thùng thính ủ. Chính xác hôm nay nó mới chưa được 15 ngày đâu, mới được 12 ngày thôi. Đây là shop này. Cái shop này cũng chính là cái shop mà tôi đóng hàng lăng xê cho anh em. Đây, thính chạo, cắm trứng và cắm gạo. Ok, và đây là trứng gà nữa. Rồi, đây là mẻ chua. Mẻ chua và đây là thùng thính ủ. À, tôi tẩn cái thùng thính nhỏ này trước. Rồi. 12 ngày. Đấy, 12 ngày ok. Chúng ta đang chào yêu chú. Sao thế nhiều? Mày mong đến chiều để làm gì? Đấy Chúng ta ok. đang chào yêu chú. Chỗ này em này. Rất chi là thơm. Nó sẽ trộn. Rồi, ok. Tiếp theo là cắm gạo thôi. Vẫn như mọi khi, không có gì thay đổi cả. Chỗ này 2 cân, lấy một nửa thôi. Hôm nay thời tiết nó se lạnh, bắt đầu nó chuẩn bị mưa, nó câu mè nó hơi khó này. Ok, mẻ chua. Xúc hết những cái mẻ trên nó chưa ngấu ra, lấy mẻ dưới. Là cái này nó cũng chưa ngấu hẳn đâu.
Ok. Xốp. Rồi thính chảo. Cám trứng. Này là cắm trứng thế này. Bài này quá quen thuộc rồi. Ok. Thơm thế. Trứng gà. Lấy cả vỏ trứng rồi. Thế nó xong rồi. Ok, này này. Như anh Chiến. Đơn giản. Con nhiều này mà câu làm sao hết được rồi đúng. Hết, các con có gì hạt nhiều lắm. Nhiều dã man bao nhiêu? Sẽ như bố đẹp. Mình học nhau đấy. Rất chi là thơm ngon. Giờ việc còn lại chỉ có cho vào túi bóng thôi. Tôi đang quay video thì có người gọi điện. Chết chết hết cả ra. Ok, như vậy là đi chiến được rồi anh em ạ. À, tôi trộn một ổ nữa, tại vì hôm nay là hai anh em ngồi. À, có một cô em mới sắm đồ thôi, mới đi câu thôi. Mới trộn thêm một ổ nữa để hai anh em cùng ngồi. Ok, đó là cái thùng thính ủ này đậy vào. Cái xô nhỏ nhỏ này mà trộn được 2 ổ rưỡi vẫn còn. Đấy, trộn vẫn như thế thôi. Anh em nó không xem nữa thì có thể tua cái đoạn này đi. Không xem nữa cũng được, không vấn đề gì cả. Bởi vì nó như nhau mà. Hai cân thì ông kia một cân rồi thì ông này chắc chắn là một còn một cân thôi. Cân cấm gạo. Nhưng mà cũng áng chừng thì chả biết là có đủ cân không. À, chắc chắn nó sẽ ở bên nhiều bên ít này. Sao đổ nó vừa khít khít cân được. Ok.
lại những cái thành phần tiếp theo vẫn như thế thôi. Sốt hôm nay bắt đầu trời nó sẽ lạnh nha, hôm nay nó bánh mè nó hơi khó chứ không phải là khó. Tất nhiên nó vẫn hy vọng sẽ lên thôi, mè trôi. Cắn trứng. Thính chạo trứng gà xong hết pin mẹ nữa. Cho cái mẻ chưa ngấu vào trong. Chưa ngấu. Xong hai ổ thính thì là nhanh đơn giản như nhau. Ổ này có vẻ to hơn ổ kia mà ít. Ổ này cho khác biệt một chút, tôi cho thêm ít mồi của tôi vào. Xong. Giờ đổ túi bóng nữa, lại đổ một túi bóng tiếp. Xong.
Tôi chết rồi. Tiến sư. Quay à? Cái ổ này quên. Chưa cho trứng gà. Chưa rồi đấy. Đã thế tròn 4 quả. Bó ghét. Đấy. Quên mất không cho trứng gà. Đấy, đổ ra mới lại. Rồi, ok. Ôi giời. Đổ ra lại đổ vào. Đấy, làm suốt ngày cũng quên. Ok, xong. Bây giờ chỉ việc dọn dẹp nữa thôi. Hai ổ thính đây anh em. Đấy, hai túi thính, ok. Khai trương của cái thùng này không biết có được con gì không. Hy vọng nó sẽ được thì nó đỡ đen những cái bàn em chuẩn bị trộn mồi xong rồi, bây giờ chuẩn bị đồ để đi. À. Đấy. Vợt này, rồi túi đựng cá. Cái túi đựng cá này thì tôi cắt ra mấy cái dây này ra, nhìn ngỡ mắt. Vợt này, thì ra lại túi đựng cá nữa, rồi cần câu, phao, lục, ghế ngồi, ô. Đây, cần câu. Mang một số thứ cần thiết đi, hôm nay thì trời nó mát, không cần phải mang ô đi làm gì cả. Ok, mang chống cần này. Chống cần rồi cán vợt, rồi vợt, rồi ghế ngồi. Này, hai ổ thính đó thì để nó gần đến cái chỗ ngồi của cái xe lít của tôi này. Này xuống chủ hồ nó bảo đi, chắc là đi lấp hồ. Này anh em xem này, nó đến cái chỗ ngồi của tôi để hai túi thính này, nó đến cái chỗ ngồi luôn. Này đi ra chắc là lấp hồ chứ không phải là câu nữa. Hai anh em cùng một loại thính nhưng mà đánh cách nhau một tí thôi, gần như là chung một ổ, cách nhau mỗi ông khoảng 3-4 mét thôi. Ok, bây giờ cần này, anh em đi kiểm tra rồi nước uống. Đây, nước uống này, đi câu này, phao, hộp lục, rồi đèn pin để đến đêm câu, rồi chống cần, rồi vợt. Nếu mà trời nắng thì anh em, giờ này thì chắc là nó cũng không mưa được nên là tôi không mang theo ô, nên là có vợt, và cần và cả ghế ngồi, lưới câu. Đấy, anh em kiểm tra mỗi lần đi câu kiểm tra cho nó đủ đồ rồi đi. Tôi là rất chi là hay quên vặt. Nên là... Ok. Rồi bây giờ đi ra hồ. Anh em vừa làm thính xong thôi. Ông em ngồi bên cạnh đây, phao xanh đây. À, anh em vừa thả thính xong, đúng hôm giờ rời hôm nay. Gió to trời âm u lại còn mưa.
hàng mang theo để xiên linh. Ngô ngọt. Ok. Đây, căn phao căn bếp xong rồi, bây giờ ngồi oánh chén. Ok. Cô em lên con đầu tiên, có con tổ tả gì? Chết. Chết à? Thế này cho ra thế nào đây Tuấn? Cứ thế cái xoáy kéo ra thôi. Em dế ra đằng này đi, cuốn cuốn máy đi, cuốn máy đi, không có là tuột đấy. Ôi giời, Tuấn nhổn. Ôi trời. Trôi, 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 trôi. À, cẩn thận mắc vào cây. Lấy em nổ 5 cân. Hôm nay bị nổ mất cái lục. em ơi, Tuấn ơi. Ôi giời. Đóng ở đây chạy sao vậy? Chạy không? À, đấy, Tuấn khai trương túi mới á, Tuấn. Cái này là cũ đấy chứ. Cái này chơi cũ. Đây anh em rất chi là cẩn thận này, nhưng mà tôi này vừa bị nổ mất một cái tứ này. Đứt sát gốc luôn. Đứt sát gốc luôn này. Lỗ mất cái tứ, mất con trôi, nó nhảy cả lên mặt nước luôn, tầm trên 2 cân. Nhục thật. Này. Mà không hiểu sao cước mới buộc xong nó nổ, nhưng mà cước này không phải cước của tôi hôm trước à. Cước này tôi lấy ở quán đồ câu, nhưng mà tiếc cho nó lấy buộc. Đèn thật. Tôi mất một con nổ trục. Mất một con rồi, cô em vừa lấy một con rồi. Con thứ 5 đấy. Con thứ 5 rồi cơ. Nổ 2 phát rồi đấy. Mất 2 cái lục này. Lần này câu vui quá nhỉ. Mới nó mới to mà. Đấy. Đấy. Sướng chưa? Hôm nay sướng rồi, mai lại xuống tiếp. Đã bảo mới, nhưng mà mè ta, mè hoa nó không qua bắt rồi. Mè qua nó bắt rồi, qua thằng út miền Nam bắt được con mè hoa rồi. Trôi để chắc lắm, bởi vì trôi toàn bắt ở dự án mà. Mang kìm không em? Trôi mới, vẫn xước cá rồi. Trôi ăn.
Ui giời. Con này bé hơn con chưa? Vẫn không khỏe. Thật nó bật phát được lưỡi lên nó bật mẹ mặt. Rồi, con này hả? Ui giời, này con chạy vào mất. Đóng vào đâu? Đóng hai cái vào vào mép mồm. Lông đấy ở ngoài thằng Mỹ Đình câu được anh nhỉ? Anh nhỉ? Anh em này, hay thật, con mè này khá to đấy, đầu 4 đấy, mưa nhưng mà mưa to lắm này, rồi hôm nay này đen, chưa hôm nào đen như hôm nay, mày câu mà tôi bị nổ mất bốn cái rồi, bốn cái lưỡi rồi, mất hai tứ hai lục rồi. Nguyên nhân thì để hôm nào hôm sau tôi sẽ nói. Hôm nay là cũng được con này là con thứ 7 rồi. Này, em so cái chân bé hơn nữa. Kìa đấy, so cái chân nó bé hơn nữa chị này nhiều. Đây, chỗ kia là tôi đưa cho thằng cu em nó mang về rồi. Đây, con ở chỗ này. Thôi, tôi không quay phim nữa. Cho nó vào túi. Rồi anh em, nhìn là mưa này, ướt hết cả ghế này. Bây giờ chính thức rồi đi về. Mới 7 giờ 22 phút thôi. Tối rồi nhưng mà ướt hết người. Hết này. Nó mưa, cá thì vẫn ăn rất gì là mạnh. Ngày hôm khai trương cái thùng thính này không. Hôm khai trương cái thùng thính này rất chi là nó khoái đấy. Mà kết quả rất chi là tốt. Chính xác là hôm nay đi là tôi lộ mất hai cái tứ, hai cái lục. Do là cước, gần cước buộc dưới linh, đẻo. Cái cước đấy thì tôi về thì tôi đã nói lại mấy em là tại sao cước đấy này. Cước đấy chính xác là không phải cước của tôi đâu. Cước người ta cho. Người ta bán lục, người ta đưa đấy. Nhưng mà cho nguyên cái đồ đẻo không? Mình cũng tự tin quá nên là mình không lấy cước của mình buộc. Đấy, kiểm tra xem có cái đồ gì sót không. Chính xác là lỗ mất 4 cái. Bóng 3 con. Tôi được 9 con. 9 con đưa cho cô em nó mang về rồi. Một ít rồi. Đây cô em ngồi bên đây, nó về rồi, giờ còn một mình tôi. Bây giờ tôi cho cá lên và đi về. Chúng có cái kiểu này mà ngồi tí nữa ra chủ hồ nó nhìn thấy nó cũng đuổi. Đuổi nó sao nó không cho câu nữa. Ở trong cái
Ồ, cá vào rất chi là ác đây, tôi vừa lên con cuối cùng. Tôi thu cần luôn. Đây anh em. Nguyên mè mới trôi. Đấy, hôm nay toàn mè to nhé. Mệt. Mày mất 4 cái lưỡi câu. Điên hết cả tiết. Lại tí nữa thì quên cái trống cần. Chỗ hồ này nó xoay rất là kinh. Nguyên liệu về sớm quá, lần sau ra câu nó không cho câu. Nếu mà không mưa mà không lạnh thì tôi cũng câu thêm đấy, nhưng mà nó mưa lạnh quá nên đi về. Chưa có xe đâu rồi. Đấy, anh em mớ cá này về bây giờ mà ngồi thì làm chết này. Đấy, ok. Rồi, mưa quá. Mưa rồi, mưa rồi. Tôi tưởng tưởng là được 5 con ở trong túi nó 5 con, nó ra trong túi nó 6 con kìa. Đây. Hai con trôi. Hai con trôi và 4 con mè. Tôi cứ tưởng là thế là chính xác là được 10 con kìa. 10 con nên của em nó cầm 4 con của tôi về. Mấy còn một con nó là 5 con. Bong 4, nổ trục 4, bong 3, không có nó được 17 đấy. Hôm nay toàn đầu 3 đầu 4 thôi. Hôm nay phải 4, toàn đầu 4 thôi. Con này thì 3, này đầu 4, này đầu 4, con kia đầu 3. Nó trôi này thì chỉ hơn cân. Đấy. Cái thùng thính ủ khai trương của anh rất chỉ là nhạy. Ok.